nên tên tuổi của vùng đất này. Mỹ Tây hôm nay buổi trưa xin kính chào quý khán giả. Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được kính chúc các bà, các mẹ, các chị một nửa thân thương của thế giới sẽ mãi xinh đẹp, rạng ngời, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Trong những hình ảnh đẹp thường ngày thì vẻ tảo tần của người phụ nữ luôn lay động lòng người. Và vẻ đẹp ấy sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả cùng những nội dung đáng chú ý sau đây. Dẫu giá tăng nhưng sức nóng của thị trường quà tặng dịp 8 tháng 3 chưa bao giờ hạ nhiệt. Thị trường ấm lên, xuất khẩu gạo đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc. Lửa bất ngờ bùng phát tại một xưởng nhang rộng hàng ngàn mét vuông ở Vĩnh Long. Khách tăng nhưng thương hồ lại giảm. Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Chợ Nổi Cái Răng đang kêu cứu. Hàng hơi bán hơi chậm đó, đồ ít, ra ít từ mọi lần. Một thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ. Chỉ số phụ nữ doanh nghiệp và pháp luật của Việt Nam trong năm ngoái đạt 88,1%, xếp thứ 55 trên 190 quốc gia, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Hàng năm, Ngân hàng Thế giới đều cập nhật chỉ số phụ nữ doanh nghiệp và pháp luật để đo lường mức độ bình đẳng giới trong các bộ luật và quy định của 190 quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, điểm trung bình toàn cầu của chỉ số này chỉ tăng thêm nửa điểm lên 77,1, tức là phụ nữ chỉ được hưởng khoảng 77% quyền lợi pháp lý so với nam giới. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là dịp để phái mạnh bày tỏ yêu thương đến những người phụ nữ. Những bó hoa, món quà thường là mặt hàng được nhiều người ưu tiên lựa chọn để làm quà trong dịp này. Tại thành phố Cần Thơ, sức mua hoa dịp 8 tháng 3 năm nay khá tốt, lượng tiêu thụ tăng cao so với ngày 14 tháng 2. Chính vì vậy mà thị trường hoa tươi những ngày này rất sôi động, kéo theo giá hoa cũng tăng đáng kể. Tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ, giá hoa tăng từ 50 đến 70% so với ngày thường. Tại Đồng Tháp, hoa giải và hoa sáp vẫn chiếm lĩnh thị trường, giá bán không tăng so với lễ tình nhân vừa qua. Tùy theo số lượng, chất liệu mà giá bán khác nhau, giá thấp nhất đối với mỗi cành hoa là 20.000 đồng. Những bó hoa có từ 3 bông kèm theo gốc bông nhỏ có giá từ 50.000 đồng một bó. Riêng những bó hoa kết thành hình trái tim từ sáp thơm hoặc bằng giải tuyến, giá đến vài trăm ngàn đồng. Năm nay, tình trạng cả dùng tiền kết thành hoa đã giảm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, những hộp quà được gói ghém, thiết kế trang trọng, lịch sự với mức bán đồng giá 79.000, 99.000, 119.000. Đây cũng là mức giá giảm trung bình 1/3 so với giá bán thông thường. Để thu hút nhiều khách hàng hơn, các cửa hàng còn đẩy mạnh bán online và miễn phí vận chuyển. Đây cũng là dịp giúp khách hàng chi tiêu thông minh, có nhiều sự lựa chọn để tận hưởng một ngày lễ ý nghĩa và thú vị. Cùng với các độ tuổi khác, phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là những người neo đơn trong dịp này cũng rất được quan tâm. Thay vì tặng quà, thì hội viên Hội Phụ Nữ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lại chọn cách đến tận nhà nấu bữa cơm gia đình cho các cụ trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Ngót đã gần 10 năm kể từ khi người bạn đời của bà Trinh ra đi. Hơi ấm từ những mâm cơm thường ngày cũng vụt tắt. Thay vào đó là bữa ăn đắp đổi qua ngày vô vị, qua loa. Ăn ở một mình à, nhiều khi có mấy đứa cháu cóc á, nó lợi nữa. Mình ăn chung với nó cũng được mà thấy phiền quá à. Thôi đi, mình ăn của mình. Người dọn chén đũa, người bưng thức ăn, bữa cơm dung dị mấy chốc đã được dọn ra. Đây cũng là lúc mà mọi người quay quần, kể nhau nghe rất nhiều câu chuyện vui nhộn. Bữa cơm hôm nay của bà Trinh cũng vì vậy mà thêm phần ngon miệng trong tiếng cười đùa. Bữa nay tôi thấy tôm nè, cá lóc nè, khác hơn tôi ăn ở nhà rồi, nhiều hơn của tôi rồi. Tôi ăn phải 2 chén cơm, thấy vui, ngon nữa. Mà nghe nói có mấy cô tôi mừng nữa, vui dữ lắm. Đêm hôm ta nằm mơ gặp mà, giống mấy cậu lại. Bữa cơm vui vẻ là hoạt động được khởi xướng bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Lãnh trong dịp 8 tháng 3 năm nay. Hoạt động đơn thuần là các hội viên sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, đến từng nhà, nấu một bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng và vui chơi cùng các cụ.
Nhưng điều đặc biệt là qua đây có thể giúp các cụ gợi lại không khí ấm áp bên bữa cơm gia đình. Xuống nấu bữa cơm quây quần cùng các cụ cho các cụ vui. Cảm thấy giống như là đang ngồi với gia đình ăn, cảm thấy ấm cúng hơn. Đối với những mảnh đời kém trọn vẹn, chẳng có vật chất nào có thể bù đắp lại sự bất hạnh mà cuộc đời bắt họ gánh chịu. Tuy nhiên, với việc làm thiết thực như bữa cơm vui vẻ, phần nào sẽ động viên về mặt tinh thần cho những mảnh đời ấy, để họ vui sống an nhiên khi tuổi già. Mặt khác, đó cũng là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của cộng đồng cần được lan tỏa trong đời sống hàng ngày. Còn ở miền biển Rạch Tàu, Cà Mau, hiện có hơn 300 lao động làm việc thường xuyên. Trong khi đàn ông ngày đêm vươn khơi bám biển, thì các chị em phụ nữ phụ trách tất cả những công việc còn lại ở nhà, từ chuyện chi tiêu hàng ngày đến nuôi dạy con cái. Ở làng biển, các chị chính là trụ cột của gia đình. Cửa biển Rạch Tàu càng về đêm càng nhộn nhịp. Sau khi tàu thuyền cập bến, những con cá, con tôm tươi ngon nhất sẽ được lựa chọn để mang ra chợ bán. Hầu hết công việc này đều do các chị em phụ nữ thực hiện. Thường công việc của mình á chị là bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc mấy giờ ha? Cũng như hồi hôm á là nghe vô 10 giờ, làm rồi là 2 giờ đó. Hồi nước rồi là làm từ 9 giờ làm tới 6 7 giờ sáng. Khó khăn, vất vả là vậy. Tuy nhiên mọi người đều cố gắng. Một vài chị bắt đầu công việc này từ khi theo chồng. Nhưng cũng không ít chị nối nghiệp gia đình từ nhỏ. Chuyện thức khuya, dậy sớm trở thành chuyện bình thường. Mình cũng phải mang bao tay, bị thương thì đâm nhầm khi lụm gì chứ chảy máu rồng rồng luôn, mấy con bự á. Dạ. Mình bươi vô cái là nó đâm dính luôn. Công việc của các chị kéo dài cả ngày. Nắng lên, mọi người bắt đầu phơi cá để làm khô. Gần đây, lượng hải sản ngày càng ít dần. Tuy nhiên, đây lại là nguồn thu nhập chính giúp các chị trang trải chi phí trong gia đình. Nó bèo, nó không có được thu nhập nhiều thì nó đâu có tiền nhiều đâu. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình so cái nghề đóng đáy nè với những cái nghề cào chẳng hạn, ví dụ vậy đó, những cái nguồn thu nhập nghề này sao cô? Nghề này thì sống ngon hơn nghề cào. Nghề cào thì ra sở phí nhiều lắm. Biển cả hào sảng cá tôm, biển mang lại cơm no áo ấm cho bà con ngư dân. Tuy nhiên, biển cả cũng không ít lần lấy đi tài sản, thậm chí là cả mạng sống con người. Ở làng biển này, nhiều gia đình vắng bóng đàn ông và các chị chính là điểm tựa của cả gia đình. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bến Tre là địa phương có diện tích cây ăn trái lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Rút kinh nghiệm sau thiệt hại nặng nề của đợt hạn mặn lịch sử vào năm 2016 và 2020, những năm qua, địa phương này đã chủ động trang bị máy đo độ mặn đến tất cả các ấp trong tỉnh. Mỗi ấp hoặc tổ sản xuất sẽ được trang bị một máy đo độ mặn. Vào cao điểm mùa khô, mỗi ngày trưởng ấp hoặc tổ trưởng sẽ tiến hành đo độ mặn, sau đó thông báo đến người dân để chủ động lấy nước, trữ ngọt khi độ mặn lên cao. Bên cạnh trang bị máy đo độ mặn, tỉnh Bến Tre còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tỉnh thành lập các trang Zalo, Facebook để kịp thời thông tin về diễn biến hạn mặn đến người dân trong toàn tỉnh. Gần đây, nhiều công nghệ cao đã và đang được nông dân tỉnh Tiền Giang ứng dụng trong quá trình sản xuất lúa, qua đó mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp tại địa phương. Như tại xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, trong vụ đông xuân này, 71 hộ dân được tập huấn những tiến bộ kỹ thuật trong quá trình canh tác, như sản xuất hữu cơ, canh tác 1,5 giảm. Theo ngành chuyên môn, việc ứng dụng công nghệ cao giúp giảm chi phí đầu tư, đặc biệt là lợi nhuận tăng thêm 6,4 triệu đồng so với kiểu truyền thống. Bên cạnh việc thay đổi tập quán sản xuất, ứng dụng công nghệ cao còn góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Kết thúc 2 tháng của năm 2023, xuất khẩu gạo chỉ đạt 789.000 tấn, mang về 417 triệu đô la Mỹ, giảm 18,8% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng thứ 3, xuất khẩu gạo kỳ vọng sẽ sớm phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng nhờ các thị trường đang dần ấm lên. Ghi nhận vấn đề này tại vựa lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lô gạo chất lượng cao chuẩn bị xuất khẩu đi Trung Quốc. Nhà máy này rất phấn khởi vì sau nhiều tháng chững lại, hiện Trung Quốc và nhiều thị trường đang tăng cường mua gạo của Việt Nam. Ví dụ như là Philippines, Malaysia, Indonesia hay các nước Trung Đông thì hiện nay là thị trường Trung Quốc cũng đã bắt đầu là có cái tín hiệu tương đối tốt. Cụ thể như là cái doanh nghiệp của tôi thì vừa rồi là tôi vừa mới ký được
trên 2.000 tấn gạo xuất đi Trung Quốc và đang chuẩn bị xuất hàng. Và tiếp tục là đàm phán tiếp cái lô hàng khoảng 20.000 tấn nữa. Đối với Trung Quốc đó thì cái mặt hàng gạo đó thì họ có cái nâng chất cao chất lượng hơn so với trước đây. Vì vậy đó là đòi hỏi các cái doanh nghiệp của tỉnh An Giang nói riêng và doanh nghiệp cả nước nói chung đó là phải tính toán đến vấn đề chất lượng và các cái tiêu chuẩn mà của Trung Quốc đặt ra thì mới có cái hy vọng tiến vào cái thị trường của Trung Quốc. Các nhà máy gạo tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, mặc dù xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm có giảm, nhưng khả năng phục hồi sẽ rất nhanh, bởi bước sang tháng 3, các nước đều có nhu cầu dự trữ lương thực khá lớn. Thêm vào đó, với sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gạo thơm, chất lượng cao, nên có giá bán tốt. Luôn luôn phải duy trì trên 500 đô la mới bán được. Tức là ví dụ như bây giờ hàng qua thì tôi đang bán 530, 540, rồi DT8 thì phải từ 510 đô la. Rồi 5451 thì cũng phải bán 500 đô la mới bán được. Nữa cái giá gạo này thì hiện nay thì công ty bán tốt và khách hàng cũng lại rất là ưa chuộng. Cơ hội nó còn mở ra với giá nhiều hơn khi chúng ta là có được cái người tiêu thụ bên kia cho nó rõ. Ở đó nó cho thấy rằng gì, như vậy có nghĩa rằng gì, cái giá gạo đó nó mang lại đủ cái lợi tức và sắp tới nó phải mang nhiều hơn nữa cái lợi tức cho người nông dân. Hiện đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân. Theo các nhà máy, nếu được tiếp cận nguồn vốn dồi dào, tăng cường việc thu mua tạm trữ sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Đây cũng là vụ mùa cho ra sản lượng lúa chất lượng tốt nhất để các nhà máy chế biến và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Vào rạng sáng nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực sản xuất nhang thuộc công ty Nhang Đại Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Vụ cháy được nhân viên bảo vệ của công ty phát hiện và hô hoán. Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng chữa cháy, sơ tán tài sản. Khu vực xảy ra cháy được xây dựng theo kiểu nhà tiền chế với diện tích trên 1.300 m². Một công ty trá hình tại Campuchia sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với quy mô lớn đã bị triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 23 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, công ty trá hình này đã tuyển gần 100 nhân viên đưa sang Campuchia làm việc. Với chiêu bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên mạng Internet, các đối tượng đã dụ dỗ bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo hoặc lập tài khoản trên trang Corona, đặt cược đánh bạc tài xỉu để được hưởng hoa hồng với mức từ 30 đến 60%. Khi người bị hại đã chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ viện nhiều lý do không cho rút tiền rồi chặn liên lạc, xóa tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Trong vòng chưa đầy một năm, hàng ngàn người đã bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đề nghị người dân là khi mà tiếp nhận các cái thông tin của đối tượng đưa ra thì cần trước hết cần tỉnh táo và liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Và cái thứ hai là không click vào những cái đường link lạ hoặc không chuyển tiền đến những cái tài khoản mà không rõ là chủ tài khoản là ai để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt cái số tiền đã chuyển. Đối với những người Việt Nam mà sang nước ngoài để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đều sẽ bị cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Tới, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2022, Tới và nhiều người bạn xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên cùng ngụ tại địa phương. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tới đã lấy con dao cắt thức ăn trên bàn nhậu đâm vào người kia. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại của nạn nhân là 31%. Tiếp tục thông tin vụ việc mẹ kế đánh con chồng tại Cà Mau đang xôn xao dư luận những ngày qua. Mới đây, Công an huyện Trần Văn Thời đã quyết định khởi tố vụ án. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cháu bé tại xã Lợi An bị mẹ kế đánh với hơn 20 vết bầm tím trên cơ thể, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Đáng chú ý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ và giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đến nay, tinh thần của cháu bé đã ổn định và đi học lại bình thường.
người đi chợ nổi cái răng, sớm mai còn khuyết mảnh trăng hạ tuần, thuyền ghe ngang dọc khuây quần, trăm quê bẹo dựng cột cần nhấp nhô. Những câu thơ trên đã cho thấy sự nhộn nhịp của một trong những khu chợ nổi tiếng nhất đồng bằng sông Cửu Long, chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Cứ 10 du khách đến với Cần Thơ thì sẽ có 7 người chọn chợ nổi làm điểm tham quan. Mỗi ngày có khoảng 200 lượt tàu du lịch chở khách đến chợ nổi. Dịp cuối tuần lượng khách có thể lên đến từ 700 đến 800 khách. Tuy nhiên trái ngược với sự gia tăng của du khách, chợ nổi lại dần vắng bóng thương hồ và thuyền ghe. Từ tờ mờ sáng, chợ bắt đầu họp. Vợ chồng bà Nga chuẩn bị gom thêm đủ 3 tấn hàng, dự định trời sáng rõ sẽ rời chợ để đi bán hàng ở Ô Môn. Chợ lúc này cũng như hàng hơi bán hơi chậm đó, đồ ít, ra ít hơn mọi lần. Tại vì lúc này á, đường lộ thông thương, xe tải nó đi nhiều hơn. Làm thử đa số người ta đi xe, ta chở ta tới tại gãy, ta đi xe, ta chở thẳng về ta bán luôn. Người mua ít, người bán cũng giảm nhiều. Nỗi niềm của những thương hồ mấy chục năm gắn bó với chợ nổi như bà Thà có thể thấy rõ cả trong dáng ngồi buồn buổi sớm. Rồi nói chung ra hồi đó 10, bây giờ còn chỉ ít à. 8 ơi, mua gì anh ta? Bây giờ mình ít lắm. Bây giờ đó 10, giờ còn chỉ 2-3 thôi. Đang nghỉ nhiều lắm rồi. Cũng như hồi đó đầu ghe đầu gãy nè, mình hay là 20-30 chiếc lần, mà giờ còn có 4 chiếc. Ta nghĩ lên ta làm vườn. Còn mình không có vườn thì mình ngồi mình nằm nở mình bán hoài vậy á. Bây giờ đang là khoảng 6 giờ sáng và tôi đang có mặt tại một trong những khu chợ nổi nổi tiếng nhất miền Tây, chợ nổi Cái Răng. Theo những thương hộ buôn bán tại đây thì nếu như chợ xưa tấp nập 10 phần, giờ chỉ còn được khoảng 3 đến 5 phần. Người mua, người bán cũng ít đi dần, chỉ có khách du lịch là tăng lên. Trời sáng dần, chợ cũng dần tan. Lúc này nhiều nhất là các tàu chở khách du lịch đi thăm chợ. Lượng khách đến chợ nổi Cái Răng tăng trung bình từ 12 đến 15% mỗi năm. Nhưng chợ thì ghe tàu đã giảm đi khoảng một nửa so với trước, chỉ còn khoảng từ 250 đến 300 chiếc hoạt động. Sự phát triển của giao thông đường bộ như một xu thế và cũng đang ảnh hưởng đến lượng ghe tàu trên chợ nổi. Không ít người tự hỏi, nếu cứ mỗi năm giảm vài chục ghe tàu như hiện nay, tương lai của khu chợ nổi này sẽ ra sao trong vài năm nữa.